Vào cuối tháng 3 năm 2022, một vụ đánh cắp điện tử chấn động đã được ghi nhận. Số tiền điện tử trị giá khoảng 620 triệu đô la Mỹ đã bị đánh cắp khỏi Ronin, trò chơi tiền điện tử nổi tiếng trên nền tảng blockchain Axie Infinity. Sky Mavis, nhà phát triển tựa game Play to Earn đình đám Axie Infinity, sau đó đã thông báo sẽ hoàn tiền cho các nạn nhân của vụ hack Ronin Network vào ngày 28 tháng 6, đồng thời khởi động lại hệ thống blockchain này. Những người mất tiền số sau vụ hack cầu nối Ronin của Axie Infinity sẽ được hoàn trả vào cuối tháng 6, theo lời khẳng định của nhà phát triển. Thông báo được đưa ra tròn 3 tháng sau vụ hack xảy ra. Hồi cuối tháng 3, tin tặc tấn công vào cầu nối Ronin, nơi chuyển tài sản giữa blockchain Ronin và mạng Ethereum để sử dụng cho game Axie Infinity, từ đó đánh cắp 173.600 ETH và 25,5 triệu USDC. Lượng tiền số này khi đó có giá trị tương đương 620 triệu đô la Mỹ, nhưng nay chỉ còn hơn 200 triệu đô la Mỹ do sự đi xuống của thị trường tiền số nói chung. Sau khi thông báo hoàn tiền được đưa ra, giá token AXS tăng 20% lên mức 18 đô la Mỹ, nhưng vẫn chỉ bằng 1/4 so với giá của đồng này hồi tháng 3. Vụ tấn công được cho là không gây cản trở đáng kể cho hoạt động của mạng Ronin. Vào đầu tháng 6, khối lượng giao dịch NFT trên blockchain này đạt 4 tỷ đô la Mỹ, chỉ thấp hơn Ethereum. Theo thống kê của CoinTelegraph, vụ hack vào cầu nối Ronin là một trong những vụ tấn công tiền số lớn nhất thế giới. Kẻ tấn công đã sử dụng các khóa bảo mật cá nhân bị tấn công để xâm nhập các nút mạng xác thực chuyển tiền đến và đi từ blockchain Ronin. Điều đó cho phép kẻ tấn công lặng lẽ rút một lượng lớn tiền điện tử. Ngay sau vụ hack, Sky Mavis đã ra mắt Axie Origin, phiên bản mới của Axie Infinity với đồ họa và cách chơi được cải thiện. Mục đích của Origin là thay thế phiên bản ban đầu và phiên bản không liên quan đến tiền mã hóa có thể sẽ thu hút được số lượng lớn người chơi. Trong một thông báo mới đây của Sky Mavis cho biết, Sky Mavis sẽ tập trung toàn lực vào phát triển phiên bản Free-to-Play Axie Infinity Origin nhằm phát huy hết tiềm năng của tựa game này. Việc đóng cửa phiên bản Classic diễn ra vào thời điểm mà hoạt động của người dùng trong Axie Infinity đã giảm đi đáng kể. Hiện tại thì số liệu người chơi hàng ngày của tựa game Play to Earn lớn nhất thế giới đang ở mức 10.000 đơn vị, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với con số hơn 1 triệu hồi giữa năm 2021, thời kỳ đỉnh cao của tựa game này.